chào các tất cả các anh chị à, xin được phép bắt đầu buổi sinh hoạt à, khoa học ngày hôm nay với một cái chủ đề à, cũng không phải là mới nhưng cũng không không phải là quá cũ và hiện tại à, cũng đang khá là nổi nổi trộm trong đặc biệt là trong với giới nhi khoa đấy là vấn đề viêm gan cấp ở trẻ em à, viêm gan cấp thì đối với chúng ta không còn là lạ nữa à, tuy nhiên có rất nhiều câu hỏi về diễn biến về nguyên nhân cũng như là hậu quả của viêm gan can cấp à, các nhóm nguyên nhân cấp và đặc biệt là nhóm nguyên nhân cấp chưa rõ nguyên nhân trong phạm vi bài sinh hoạt khoa học hôm nay thì tôi xin đề cập đến các nội dung thứ nhất là cái khái niệm về suy gan cấp và cũng như là các cái tổn thương gan thứ hai là nguyên nhân gây tổn thương gan à, cấp tính nguyên nhân gây tổn thương gan ít gặp các cái nguyên nhân các cái cơ chế gây tổn thương gan gan sẽ phục hồi như thế nào sau tổn thương và các cái trường hợp viêm gan nguyên nhân chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em sau đại dịch covid à, các bạn biết thì cái tổn thương gan cấp tính nó sẽ gọi, à, là một cái nhóm bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra khi chúng ta đang nói đến nói là viêm cấp thì chúng ta thường hay nghĩ tới đó là những cái tình trạng à, viêm do tổn thương gan do virus và đặc biệt là các cái virus mà hay được nhắc tới trong y văn đó là cái virus viêm gan b viêm gan c vân vân tuy nhiên Viêm gan cấp thì lại có một cái giới hạn khác so với các viêm gan khác đó là từ cấp. Viêm gan cấp là tình trạng tổn thương gan do nhiều nhóm nguyên nhân gây ra mà trong đó cái hiện tượng tổn thương đó chỉ giới hạn trong vòng 6 tháng gần đây. Cái biểu hiện của tổn thương gan rõ rệt nhất được ghi nhận đó là sự tăng transaminase trong các cái xét nghiệm ở sinh hóa mà các bạn ghi nhận đó là những cái dấu hiệu đầu tiên các cái nguyên nhân gây tổn thương gan cấp thì khá đa dạng à, nó bao gồm các cái nguyên nhân từ virus nguyên à, nhiễm khuẩn như là nhóm virus vi khuẩn kỹ sinh trùng cho tới những rối loạn tưới máu và thậm chí có những cái nguyên nhân rất hiếm gặp mà chúng ta dễ bỏ qua các cái tổn thương trong các cái tổn thương viêm gan cấp đó là các tổn thương phối hợp và gây tổn thương hậu quả ở đa cơ quan à, có thể đứa trẻ sẽ sau cái tổn thương viêm gan cấp này nó sẽ vượt qua được nhờ cái sự phục hồi của tế bào gan nhưng cũng có thể sẽ gây hậu quả nặng nề thậm chí để lại những hậu quả như sơ suy gan cấp có thể phải ghép gan hay là hậu quả sơ trở thành những cái sẹo trong gan và trở thành tổ chức sơ sau này à, về nhóm đầu tiên mà các nước phát triển chúng ta hay gặp nhất ở đó là các cái tổn thương gan do virus virus thì ở tổn thương gan nó có hai nhóm là nhóm tổn thương tại gan như là các virus các bạn đã hay thường hay ngay nhắc đến như là virus viêm gan B, virus viêm gan C là những cái virus và virus viêm gan D là những cái nhóm virus mà thường nó sẽ hay gây ra những cái tổn thương gan mang tính chất mãn tính gây hậu quả lâu dài. Tuy nhiên có những cái tổn thương gan thường là cấp tính diễn biến trong thời gian ngắn và thường là lành tính. Đó là những cái nhóm virus viêm gan A, viêm gan E vân vân. Uh, tuy nhiên ở trong những cái đồ, một cái hoàn cảnh đặc biệt một đối tượng đặc biệt nào đó thì thậm chí những viêm virus viêm gan được gọi là lành tính này nó lại có thể diễn biến rất nặng đó ở trên thế giới thì chúng ta đã ghi nhận những cái đại dịch viêm gan a hay viêm gan e với cái tỷ lệ tử vong rất là cao ở các các cái ghi nhận về y văn trên thế giới à, đặc biệt là ở trẻ em thì chúng ta lại có một cái nhóm virus khác mà ở người lớn nó chỉ gây bệnh ở những cái đối tượng đặc biệt thôi như là cái những cái đối tượng có người suy giảm bậm, mắc miễn dịch bẩm sinh hay là miễn dịch bắc phải những người HIV hay những người ghép tạng đó là những cái virus như là CMV, EBV, herpes virus, adeno vân vân nhưng ở trẻ em thì những virus này là virus hệ thống gây có thể gây tổn thương đa cơ quan thì nó lại dễ bị dễ gây tổn thương gan ở những cái đứa trẻ à, hơn do những cái em bé ở cái độ tuổi này thì cái sự miễn dịch ở trong cơ thể chưa đầy đủ cũng như là sự trưởng thành sự đầy sự chưa trưởng thành đầy đủ của các cơ quan và đặc biệt là những cái lây truyền từ trong mẹ con từ trong trong và sau sinh quanh quá trình sinh nở thì có thể gây ra những cái hậu quả nặng nề đối với các em bé à, các cái nguyên nhân gây suy suy tổn thương gan cấp thường gặp thì chúng ta thường hay nhắc tới đó là gì ạ? Đó là cái nhóm nhiên, nguyên nhân nhiễm khuẩn như tôi vừa nói ở trên, nhóm các cái tổn thương và bất thường về đường mật, các cái nguyên nhân nhiễm độc, các cái rối loạn chuyển hóa ở gan, các cái bất thường hệ tim mạch cũng như là các cái đột biến về gen và nhiễm sắc thể. Các cái bệnh tự miễn gây tổn thương gan cấp có thể nằm trong một bệnh lý toàn thân như là viêm uh, như là tổn thương gan trong lupus nhưng mà cũng có thể là cái tổn thương gan đơn độc như là tổn thương gan trong cái bệnh lý viêm gan tự miễn có thể gây tổn thương đa cơ quan hay không. Cái nhóm nguyên nhân phối hợp là những nhóm nguyên nhân có các bệnh lý toàn thân hoặc là những bệnh lý đơn lẻ như là bệnh lý bạch cầu cấp uh, các cái hội chứng lupus ban đỏ các cái hội chứng HLH hoặc LCH mà có gây tổn thương gan phối hợp vào cùng với cả các cái tổn thương của các cơ quan bên cạnh. Đặc biệt là ở tổn thương nh nhóm nguyên nhân tổn thương gan cấp ở bệnh nhân có một cái nhóm người ta gọi là idiopathic hepatitis à, tức là viêm gan tự phát hay là viêm gan vô căn tôi thì tôi nghĩ là không có cái gì vô căn ở đây cả. Có điều cái khó khăn ở đây là chúng ta chưa đủ uh, cái khả năng và cũng như là các trình độ y, y khoa của chúng ta hiện tại chúng ta chưa tiếp cận tới cái chẩn đoán của nhóm này thôi đây vẫn là còn hiện vẫn là còn một dấu hỏi rất là lớn và cần chúng ta tiếp cận trong tương lai đó là những gì chúng ta đã biết về, về các cái nguyên nhân gây bệnh cũng như là các cái uh, nguyên nhân chúng ta thường gặp gây tổn thương gan cấp ở trẻ em cũng như viêm gan cấp ở trẻ em tuy nhiên uh, viêm các cái cơ chế nào gây cái tổn thương gan thực sự cấp tính hay là cái cơ chế cơ chế nào mà những cái đứa trẻ à, có người thì nhiễm virus HPV từ sau sinh có thể trở thành bệnh lý gan mạn nhiễm, có thể mang virus suốt đời nhưng mà lại không trở thành người có bệnh lý gan mạn à, khi nào mà những cái virus được coi là lành tính như viêm gan HA à, viêm gan A hay viêm gan E lại trở thành những cái virus không còn lành nữa và có diễn biến ác tính hóa, tự, à, xin lỗi diễn biến nặng nề, thậm chí là suy gan cấp và tử vong và cái nhỏ cái nhóm viêm gan cất không rõ nguyên nhân thực sự ở đó đó là cái nhóm nguyên nhân gì nhiều nhiều tác giả cho rằng nhóm idiopathic nó liên quan đến là các cái rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh mà chúng ta chưa có khả năng phát hiện và ghi nhận kể cả về các cái trình tự các cái xét nghiệm như là xét nghiệm giải trình tự gen hoặc là các xét nghiệm chẩn đoán rối loạn chuyển hóa di truyền tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cũng có nhiều uh, học giả cho rằng cái nhóm idiopathic hepatitis này là cái nhóm bị gây bệnh bởi đa yếu tố, tức là không phải một virus này có thể gây bệnh mà sự phối hợp của nhiều virus khác nhau tại cùng một thời kỳ điểm sẽ gây các cái hậu quả ở tổn thương ở tại gan à, tổn thương gan cấp không rõ nguyên nhân nó sẽ gây những hậu quả gì và nó sẽ phục hồi như thế nào đó là những cái điều chúng ta vẫn chưa biết về tổn thương gan cấp cũng như là viêm gan cấp ở trẻ em à, trong thực hành lâm sàng thì các bạn sẽ thấy những trường hợp mà mới đầu chúng ta tưởng là suy là viêm gan cấp nhưng thực tế không phải à, viêm gan cấp chúng ta sẽ có những cái à, nguyên nhân tại gan ví dụ như là một em bé à, béo phì chẳng hạn ví dụ như một cái đứa trẻ béo phì hay là những cái tổn thương do virus có thể là virus à, tại gan hoặc là những ảnh hưởng tới những cái nguyên nhân khác ngoài gan nhóm nguyên tổn thương viêm gan cấp do nguyên nhân miễn dịch tuy là hiếm đấy tỷ lệ là một trên hai trăm nghìn nhưng vẫn có hay là bệnh lý rối loạn chuyển hóa gây tổn thương ở gan như bệnh lý Wilson à, mà bạn nào đã có dịp đi qua khoa khoa gan mật bệnh viện trung ương thì thấy là những cái bệnh nhân này hoàn toàn thời gian đầu hoàn toàn phát hiện là 2 phần 3 số bệnh nhân Winston là phát hiện các triệu chứng ở gan và nếu chúng như nếu như chúng ta điều trị một cách hợp lý thì bệnh nhân vẫn hoàn toàn có thể quay, quay về cuộc sống lớn trưởng thành và những người có người có ích cho xã hội hay là gần đây những cái bệnh lý mà trước đây chúng ta coi là bệnh lý của người châu á người da trắng và rất ít ở châu á ví dụ như là bệnh lý CF thì dần, bây giờ chúng tôi đã dần, có phát hiện những cái ca bệnh đầu tiên là CF tại gan à, ảnh hưởng trên gan ở người việt à, bệnh lý thiếu alpha một antitrypsin hay là những cái ngộ độc tuy nhiên có những trường hợp tăng men gan tăng transaminas trong vòng 6 tháng gần đây đó là lý do đầu tiên mà bệnh viện tuyến dưới chuyển lên với các bạn trong thực hành lâm sàng các bạn có thể gặp ở phòng khám nhưng mà lại hoàn toàn không phải là các bệnh lý gây tổn thương gan đó là gì đó là một cái em bé có men gan lên đến hàng 10 uh, lên đến hàng 2 nghìn 5 nghìn nhưng mà các bạn xem uh, khi thăm, thăm khám lâm sàng các bạn lại không thấy có cái dấu hiệu gì bất thường về gan cả các triệu chứng tăng men gan đó thậm chí có những bệnh nhân chúng tôi đã gặp là kéo dài trong vòng 6 tháng thậm chí 8 tháng một năm trước khi tới viện nhưng mà đứa trẻ hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh gan mạng tính cũng như là không có các bất thường trên siêu âm hoặc các bệnh gan khác. Trong trường hợp đó chúng ta phải lưu ý đến dấu hiệu mà chúng ta dễ bị đánh lừa đó là các bệnh lý về cơ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ chúng ta hay gặp những cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là teo cơ giải phì đại Duchenne chẳng hạn. Hay là một cái em bé có tăng transaminase cứ khoảng trên 3-400 kéo dài nhưng thường xuyên lại kém vận động hay mệt mỏi hay viêm phổi và các bạn chụp lên có cái bóng tim rất là lớn thì cẩn thận có thể là các bạn đang tìm thấy một cái bệnh nhân có cái rối loạn chuyển hóa glycogen no 2 với hội là hội chứng Pompe. Các những cái một số các cái bệnh lý khác ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng có thể gặp. Ví dụ như một cái bệnh nhân có có SAT tức là GOT đấy ạ, tăng rất cao từ năm này sang năm khác nhưng không hề có các bị, triệu chứng của các bệnh lý gan mạng khác. À, đó là người ta gọi đó là cái hội chứng macro uh, AST. Đó là do cái sự kết hợp của AST trong bà Tương cùng với một số các cái gamma globulin khác. Bệnh này thì lành tính, không có tác hại gì nhiều chỉ cần chúng ta theo dõi thôi nhưng nếu như các bạn uh, mà không để ý tới để điện di protein máu thì chúng ta sẽ bỏ, sẽ bỏ khá nhiều tiền bạc để mà tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân này nhưng mà cũng không không thấy cái nguyên nhân gì là thực tế là có tổn thương gan trong thời ngày lâm sàng thì tăng men gan dường như rất hay gặp theo thống kê của một cái bà của một uh, nghiên cứu ở nước ngoài ở một nước đang phát triển thì cái trường hợp tăng men gan khi tới phòng khám nó chiếm chiếm khoảng 8,5% các trường hợp tới thăm khám và trong số đó có những trường hợp là lành tính tức là tăng men gan tăng transamina thoáng qua do ảnh hưởng của thuốc do bởi vì các bạn biết các ist transaminase nó không chỉ là một mình Enzyme của gan nó còn là nhiều của rất nhiều các cái cơ quan bộ phận khác nữa. Thế nhưng mà tăng transaminase thoáng qua các bạn cần chú ý và theo dõi nó có thực sự là tổn thương gan cấp không hay là của một cái tình trạng bệnh gan bệnh gan nặng khác, khác hay bệnh gã bệnh tình trạng tổn thương không phải của gan nhưng mà lại là tình trạng nặng ví dụ như là bạo động của cái những cái thời điểm đầu tiên của viêm cơ tim chẳng hạn. À, chúng ta làm sao để loại trừ con được cái cách duy nhất của bác sĩ ở nhi khoa lâm sàng đó là chúng ta tiếp tục theo dõi và giám sát đứa trẻ, kiểm tra lại để cho tới khi đứa trẻ hoàn toàn phục hồi bình thường về chức năng gan hoặc là xấu hơn thì chúng ta sẽ có những cái bước tiếp cận tiếp theo để chẩn đoán nguyên nhân tổn thương gan. Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút những gì uh, xin những gì mà chúng ta đã biết về uh, nguyên nhân tổn thương gan, gan sẽ bị tổn thương theo những con đường nào? À, con đường chính mà gây tổn thương gan đó là chương trình chết theo tế, tế bào apoptosis. Thì apoptosis nó là một cái quá trình uh, xảy ra thường xuyên ở trong tất cả các cơ thể sống. Nhờ quá trình apoptosis này mà tế tế bào ở trong cơ thể của chúng ta luôn được làm mới, những tế bào già cỗi và mất chức năng thì sẽ được uh, tiêu diệt. Uh, những cái chất tế bào non mới được hình đền, trưởng thành lên theo thời gian, hình thành và thay thế sự già cỗi của những tế bào cũ. Ở tế bào gan cũng như vậy, khi mà tế bào gan không còn chức năng hoặc trường hợp xấu nữa là nó bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố um, kích uh, gọi, hoạt hóa khác thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là uh, ly giải những cái protein đặc hiệu cho làm cho những cái tế bào gan co nhỏ lại, đông đặc bào tương và dần dần nó mất cái khung tế bào do cái tế bào gan gan bị phá hủy. À, chính vì vậy nó thay đổi cái cấu trúc của tế bào và từ đó nó thu hút các cái đại thực bào tới và cái tiêu hóa những cái tế bào gan già cỗi và bị chết đó. Đó là cái quá trình apoptosis rất là bình thường. À, tuy nhiên trong những trường hợp mà các tế bào gan này bị cái quá trình apoptosis bị diễn ra một cách quá khích tức là diễn ra mạnh mẽ hơn bình thường cộng với những cái tổn thương hoại tử tế bào lan rộng thì nó lại gây lại gây một cái hậu quả nặng nề đó là nó làm mất chức năng của một số lượng lớn tế bào gan và gây hiện tượng suy gan cấp hiện tượng hoại tử của tế bào gan cũng là một trong những cơ thể chế tổn thương gan phổ biến nhất từ tế bào gan nó sẽ đặc trưng bằng gì đó là hiện tượng các tế bào gan bị trương phồng lên vỡ và giải phóng các cái thành phần ở bên trong bảo tương của tế bào gan phá hủy nhân và từ đó gây những phản ứng im vụ ồ ạt có một cái hiện tượng nữa được ghi nhận nhưng là ít xảy ra hơn nhưng mà với hệ thống tế bào gan nó cũng được ghi nhận đó là những trường hợp ecrotosis ở những tế ở một cơ thể sống bình thường thì quá trình tổn thương gan cũng vẫn xảy ra, quá trình apoptosis hay là hoại tử cũng thường xuyên xảy ra nhưng nó ở mức độ giới hạn và cân bằng, quá trình hủy hoại tế bào gan được cân bằng với quá trình tái sinh và trưởng thành của những tế bào gan non, nhờ đó gan nó luôn luôn giữ được cái chức năng của mình là chức các cái chức năng quan trọng nhất về chuyển hóa, về thải độc của cái cơ thể giao cho gan à, về các cái quá trình apoptosis của gan thì nó có thể diễn ra theo nhiều con đường, con đường nội sinh từ bản thân tế bào gây ra hay là con đường ngoại sinh ở tế bào gan thì chủ yếu cái quá trình chết theo tế bào của tế bào gan thì nó sẽ diễn theo cái con đường ngoại sinh thứ hai tức là con đường chết theo tế bào có sự tham gia của ti lập thể ở trong đó thì là các cái các cái quá các cái yếu tố ngoại cảnh tác động đến sự chết theo chương trình của tế bào sẽ kích hoạt các cái thụ thể chết như là các cái protein xuyên màng bao gồm các cái yếu tố hoại tử u TF alpha hay là các yếu tố tăng trưởng thần kinh đặc biệt là các yếu tố uh, thụ thể chết như là Fas và Tra khi mà nó gắn với những cái ligand ở ở những cái ti lập thể này thì nó sẽ gây hủy hoại và gây tăng kích động cũng như là khởi phát bắt đầu mở đầu cái con đường apoptosis đồng loạt của tế bào gan khi mà hiện tượng apoptosis diễn qua quá mạnh quá ồ ạt thì chúng ta sẽ ghi nhận các cái tổn thương gan cấp tính ở trên lâm sàng với sự tăng đồng loạt của tất cả các enzyme hiện tượng hoại tử tế bào gan tế bào đường mật cũng như là hiện tượng ứ mật và apoptosis và quá trình viêm nó như là một vòng xoắn luẩn quẩn à, vòng phòng xoắn bệnh lý ở trong cơ thể người bệnh nó apoptosis làm thúc đẩy quá trình viêm và ngược lại các cái hậu quả của viêm nó lại làm cái quá trình apoptosis mạnh mẽ hơn trước ngoài ra người ta cũng ghi nhận cái quá trình chết theo tế bào của tế bào gan nó có liên quan tới những cái quá trình sơ hóa viêm và sơ hóa ở ở những cái bệnh nhân có bệnh gan mãn tính à, theo như cái con đường apoptosis à, Tiếp theo chương trình của các tế bào gan theo con đường ngoại sinh thì các cái khi mà sự kết hợp giữa các cái thủ thể cũng như các cái ly gần ở uh, ti lập thể thì nó sẽ là cái yếu tố kích thích con đường truyền tín hiệu ở trong tế bào và ở đây nó sẽ hình thành một cái vùng người ta gọi đó là vùng chết của tế bào. Cái vùng chết của tế bào này lại tiếp ra các cái độc tố hoạt hóa cấp. Uh, cấp 3, 8. và từ đó nó phân tích nó sinh ra một số các cái yếu tố nhằm kích hoạt các cái tác động tới màng của ti lập thể kích hoạt các cái yếu tố bác, bác làm thay đổi tính thấm màng tế bào và giải phóng các tác nhân gây cái gây hoại tử và chết tế bào theo chương trình làm cái tế bào chết theo chương trình không chỉ nội bào mà ngoại bào và càng ngày càng nặng nề hơn nữa gây các hậu quả của tổn thương Uh, apoptosis nội sinh thì thường sẽ được kích hoạt bởi cái gì? Apoptosis nội sinh thì sẽ kích hoạt và thay đổi bởi cái hệ thống nội bào ở lưới nguyên sinh chất do các cái nhiều cái nguyên nhân ví dụ như là các cái quá trình trị liệu uh, sử dụng đồng chất hay là một số các cái thay đổi về nội bào. Nó đặc biệt trong các cái quá trình về thay đổi à, quá trình chết theo chương trình do con đường nội bào thì nó ảnh hưởng bởi rất nhiều bởi các cái quá trình stress oxy hóa cũng như là tạo các cái phản ứng các cái tạo các cái oxy phản ứng gây hậu quả uh, nặng nề mà hai cái hậu quả người ta ghi nhận một cách rõ ràng ở tất cả các cái, các cái môi trường in vivo và in vitro đó là sự thay đổi cái tính thấm đặc biệt là tính thấm của màng trong ty thể À, và sự chết cái tế bào gan theo quá trình này nó sẽ làm dần dần hoại tử đồng loạt các cái tế bào gan ở mang ngoài ti thể thì sao ở mang ngoài ti thể thì quá trình này nó cũng bị sẽ bị ảnh hưởng theo kiểu mang thay đổi tính thấm à, sự thiếu một số các cái yếu tố và một cách, các protein thì nó sẽ gây giải phóng ồ ạt các cytochrome c và tế bào chất và các cái kích hoạt các cái caspase như là ngoài caspase 9 ở phía trên tôi đã nói là đó là con đường ngoại bào thì nó còn kích hoạt thêm các caspase 9, 3, 6, 7 và từ đó cái quá trình chết theo chương trình của tế bào gan theo con trình con đường nội bào sẽ tiếp tục được bắt đầu à, về các cái tổn thương loại tử cũng là những cái tổn thương uh, không nhiều như là các cái quá trình apoptosis nhưng quá trình hội tương hoại tử khi mà đã diễn ra thì nó sẽ để lại hậu quả nặng đế hơn nhiều bởi vì quá trình tổn thương do hoại tử do các nguyên nhân là những tổn thương đồng loạt khó có khả năng phục hồi hơn là những quá trình chết theo chương trình của tế bào à, quá trình tổn thương hoại tử của tế bào gan nó có thể do nhiều nguyên nhân tuy nhiên nó đưa là cái một cái hậu quả chung đó là gì ạ thứ nhất là sự vỡ của tế bào sau khi trương phòng lên do thiếu cái ATP do suy giảm do rối loạn chuyển hóa chất và sự thay đổi các cái lớp các cái mạ ở của các cái màng trong và màng ngoài ti thể à, sự thay đổi các lớp của màng trong và màng ngoài ti thể này thì nó sẽ đưa lại hậu quả gì ạ đầu tiên là giảm rối loạn chuyển hóa và gây giảm tổng hợp ATP và như các bạn biết ấy, ATP là cái con đường là cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho tế bào khi mà tế bào đã tổn thương mà lại còn đói thì tế bào không có khả năng phục hồi được nữa Thứ hai là giải phóng các cái canxi ion và các cái protein trong ti thể, trong đó có những cái protein có vai trò hoạt hóa những bước tiếp theo của quá trình hoại tử. Cái thứ ba đó là cái hậu quả làm sự làm các cái thi thể bị tổn thương, bị thoái biến và cuối cùng bị tiêu đi, gây chết tế bào một cách đồng loạt. Ở trong các cái bệnh lý của gan, đặc biệt là gan trẻ em thì các cái tổn thương này nó sẽ được diễn ra như thế nào? đặc đầu tiên là ứng, uh, với các cái bệnh nhân ứ mật thì khi mà các bệnh nhân ứ mật đó, các bilirubin nó tồn tại ở không đi ra ngoài được thì nó tồn tại ở trong gan trong tế bào gan trong các tiểu quản mật thì những cái axit mật đó thì bản chất của nó là axit mật kỵ nước cho nên là nó sẽ có nó sẽ gây chết theo chương trình của tế bào theo cả hai con đường nội sinh và ngoại sinh qua cái trung gian của thủ thể fast và tri high Thứ hai nữa là cái quá trình thiếu máu cục bộ. Ví dụ như là trong thiếu máu cục bộ, giả dụ như trong bệnh trong các bệnh nhân sốc hay là các bệnh nhân bị phẫu thuật hoặc chấn thương nặng chẳng hạn, thì cái tổn thương gan ở đây nó sẽ theo con đường là theo cơ chế gì? Đó là các tổn thương các tế bào nội mô của gan, các tế bào gan và sự thay đổi tính thấm của ti thể và màng ti thể thì cái tế các tế bào gan nó sẽ bị chết theo cả hai chương trị, hai hai kiểu hai cơ chế đó là apoptosis và chết theo kiểu hoại tử tế bào ở theo nếu các bệnh nhân mà có tổn thương gan do nguyên nhân nhiễm trùng thì giai đoạn đầu đó là các tế bào gan bị chết do hậu quả của quá trình chết theo chương trình qua cái hậu quả của phát nhưng mà sau đó sau cái bước chết theo chương trình đó thì nó lại tới bước hai đó là hậu các cái chất trung gian hóa học của quá trình chết theo chương trình này nó lại tiếp tục kích hoạt bước 2 tức là giai đoạn 2 của gây hậu quả viêm và hoại tử. Chính vì vậy cái khi mà bệnh nhân có tổn thương gan cấp do nhiễm trùng thì cái cậu, quá trình tổn thương gan sẽ phức hợp phức tạp hơn và việc đầu tiên là chúng ta phải cắt bỏ cái nguyên nhân đó, điều trị cái hội nhiễm trùng uh, ổn thì ổn định thì bệnh nhân mới có thể là ổn định hơn về các cái tổn thương gan. Ở trong chuyển rối loạn chuyển hóa di truyền thì bệnh nhân các cái tổn thương gan cũng diễn được diễn ra theo hai cơ chế, đó là cơ chế apoptosis nội sinh lẫn ngoại sinh cũng như là cái tổn thương về tế bào, trong đó Hoại tử tế bào diễn ra nó do ảnh hưởng nhiều nhất của các stress oxy hóa. Đó là cái lý do mà các bạn thấy khi mà các cái bệnh nhân rối loạn chuyển hóa chu trình ure hay là rối loạn chuyển hóa axit béo á, gặp những cái stress ví dụ như là cái những cái đợt nhiễm khuẩn nặng hay là sốt hay là mất nước hoặc là những cái stress lớn về mặt tinh thần thì rất là dễ bùng lên những cái đợt bệnh nặng là vì vậy đó là cái cái hoại tử tế bào do stress oxy hóa trong những tình tình trạng mà tổn thương gan cấp nó quá nặng và nó trở thành những cái trường hợp là có suy gan, suy gan cấp hoặc là suy gan tối cấp thì trong những trường hợp này cái hoại tử tế bào gan cấp diễn ra một cách ồ ạt ấy thì nó gây những hậu quả gì là ngoài hậu quả của quá trình viêm nó sẽ thay đổi rất là nhiều về biễn dịch và cái mà người ta sợ nhất đó là thay đổi về sự thay đổi và tung ra ồ ạt của các cái cytokin gây khuếch đại kích động cái phản ứng của thụ thể chết fast và các cái quá trình chết theo tế bào không được còn được diễn ra một cách tuần tự như bình thường nữa mà nó nặng nề hơn và nó trở nên là quá tải đối với cơ thể ngoài ra thì có các yếu tố hoại tử u tf uh, tnf alpha hay là các cytokin khác nó cũng có tác dụng khuếch đại hoặc là thúc đẩy các cái quá trình viêm các quá, quá trình hoại tử hay là các cái quá trình chết của tế bào khác làm cho hậu quả mới đầu của cái suy gan cấp này à, lúc đầu nó là hậu quả nhưng sau đó nó lại quay lại nó trở thành tác nhân của những trường hợp suy gan cấp và tối cấp làm cho các cái diễn biến nếu chị, diễn biến lâm sàng thì nó sẽ nặng nề hơn Ở chợ đó là những gì chúng ta đã biết về mặt lý thuyết, về mặt lâm sàng à về về nghiên các cái công trình từ các cái thu thập được từ những cái công trình nghiên cứu in vivo cũng in vitro trong về gan ở cả thực nghiệm lẫn ở cả người. Thế thì ở um, chúng ta vừa đại vừa trải qua 2 năm với một cái đại dịch Covid trên toàn thế giới. Và Covid ảnh hưởng nặng nề nhất người ta vẫn hay nói là do nó tổn thương phổi. Go suy hô hấp Thế còn với các tạng khác thì sao? Thực sự có phải là bệnh nhân COVID chỉ chết vì tổn thương phổi, chỉ chết về suy hô hấp không? Thực ra không phải. Cho tới bây giờ thì những gì qua 2 năm chúng ta vẫn biết về SARS-CoV-2 vẫn là một con số, một cái lượng kiến thức tưởng là khổng lồ. Nhưng thật ra theo tôi vẫn còn rất ít ỏi. Chúng ta vẫn chưa biết hết về nó đâu. Đại dịch lắng lại thì Missy lại trội lên. Và biết đâu đấy, trong một vài tháng tới sẽ có những cái tên gọi khác nữa chúng ta cũng đã manh nha có một vài những có một cái tên mới xuất hiện rồi thì như vậy tổn thương gan ở ở những cái bệnh nhân có sars cov 2 đã bị nhiễm sars cov 2 sẽ như thế nào theo những ghi nhận theo những y văn à, được ghi nhận từ những cái báo cáo thì cái tỷ lệ bệnh nhân nhiễm sars cov 2 có tổn thương gan không hề nhỏ nó lên tới 50% và một số bệnh nhân được kết luận là tử vong do sars cov 2 nhưng mà kèm theo đó cũng có tổn thương gan nặng nề trong các cái hội chứng viêm đa cơ quan. Còn nhưng rất may mắn đó là gì ạ? Là cái số cái bệnh nhân số bệnh nhân có tổn thương gan mạng tính tức là những người có bệnh gan nền như là các bệnh nhân sơ gan, các cái bệnh nhân đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch thì cái con số tử vong trong số bệnh nhân tử vong được ghi nhận. Uh, theo con số báo cáo chính thức thì chỉ dưới một phần trăm thôi. Cái điều này đặt câu hỏi là liệu có phải cái việc ức chế miễn dịch đang sử dụng những bệnh nhân này nó có làm giảm cái tỷ lệ nặng và tử vong ở những cái bệnh nhân có bệnh lý gan mạn có nhiễm sars cov hai hay không? Đây cũng là một vấn đề chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu sau này trong tương lai. Uh, đến bây giờ thì cái cơ chế tổn thương gan uh, do sars cov 2 vẫn đang được tiếp tục tìm hiểu. Tuy nhiên có một uh, những cái nghiên cứu đã xác định những cái nguyên nhân đã được xác định cho tới thời điểm hiện tại thì bao gồm đó là cái các cái tác động tổn thiê, thương trực tiếp lên tế bào đường mật và tế bào gan qua cái thụ thể uh, ACE2 ở cái thụ thể này nó gắn ở trên ngay trên cái mảng tế bào biểu mô gan và đường mật nó làm ở trong những tình trạng bệnh nhân nhiễm covid thì nó nhạy cảm hơn nó gần như kiểu giống nhiều tăng tinh thầm ấy thế để làm cho các tế bào gan và đường mật này dễ bị gắn sars cov 2 vào hơn và chính vì vậy nó gây tổn gây tổn thương gan theo những cái cơ chế trung can miễn dịch thiếu oxy và nhiễm trùng huyết và khi ảnh hưởng của cái, các cái bão cytokine cũng như là thiếu máu cục bộ do tình trạng thiếu oxy ở những cái bệnh nhân có nhiễm sars cov 2 nó sẽ làm tình trạng tổn thương gan nặng nề hơn nữa tổn thương gan ở các cái bệnh nhân mà có um, có nhiễm covid ạ. À? Tới bây giờ thì được báo cáo khá là phức tạp. À, ví dụ như là có khoảng như tôi đã nói từ đầu giờ là có khoảng 50% các cái bệnh nhân có nhiễm sars cov 2 có tổn thương gan với nhiều mức độ khác nhau. Thậm chí có những báo cáo nói là có các tổn thương gan của bệnh nhân có nhiễm sars cov 2 với cái men gan lên tới trên trên thậm chí là có những bệnh nhân suy gan và tử vong. Thế thì có tuy nhiên là người ta phát hiện à, bằng cớ nào mà người ta nói đó là thực sự là sars cov 2. Bởi vì người ta đã ghi nhận ở các cái mẫu phân, mẫu uh, máu có từ 2 đến 10% phần trăm ở những cái nghiên cứu trên thế giới, người ta thấy là có phân và à, có sars cov 2 trong phân và máu. Điều này tạo điều kiện cho sars cov 2 xâm nhập vào gan và gây tổn thương. Và rõ ràng ở trong những cái môi trường um, ở trên những cái cái mô hình nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt là của Zihao năm 2021 và Yong năm 2022 người người ta thấy là uh, SARS-CoV-2 đặc biệt có ái lực cao đối với các cái thụ thể ACE2 ở đường mật và nó gắn vào đấy nhờ sau khi đã gắn vào các cái thụ thể ACE2 và các cái thụ thể khác nó sẽ gây các cái rối loạn điều hòa vận chuyển axit mật của tế bào khi mà các cái bệnh nhân này bị tổn thương nặng hơn, tổn có tình trạng sars cov 2 cũng như tình trạng nhiễm covid nặng và bệnh nhân có tổn thương nghiêm nặng, đặc biệt là những bệnh nhân có cái rối loạn miễn dịch gây cơn bão cytokine thì các cái phản ứng miễn dịch cũng như phản ứng viêm quá mức bị thích động nó gây các tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng trong đó có gan trong thực tế đã ghi nhận là bệnh nhân nhiễm covid càng nặng tình trạng bệnh càng nặng thì sẽ có các cái C, C cái lượng CRP interleukin 6 interleukin 10 càng tăng cao kèm theo đó là hiện tượng tăng men gan tăng các cái gradient về oxy phế nang cũng như là tăng gamma GT và mà các bạn biết đấy gamma GT là một trong những mắc cơ đặc hiệu cho biểu mộ tế bào biểu mô đường mật khi tăng gamma GT mà không kèm thêm những cái khác thì chúng ta xác định luôn đó là cái hậu quả của virus trên tổn thương đường mật. Những bằng chứng khác cho thấy những sự tổn thương gan bao gồm có sự giảm albumin, rối loạn đông máu, đặc biệt là tăng các cái sệ và giảm CD cũng như là các lympho B. Khi sinh thiết gan ở những cái bệnh nhân có nhiễm COVID-19 thì người ta thấy đặc điểm mô học tổn thương chủ yếu đó là hai cái tổn thương thường gặp ở gan, đó là quá trình chết theo chương trình của tế bào và quá trình hoại tử lan rộng trong tất cả các vùng gan được lấy sinh thiết. Suy gan cấp ở trong uh, bệnh nhân nhiễm Covid đã nghiêm trọng rồi. Kèm theo các bạn biết ấy, ở trong uh, nhiễm Covid thì nó có cái hiện tượng các cái rối loạn đông máu rất là bất thường. Vừa bệnh nhân có không những chỉ có rối loạn đông máu mà còn có hiện tượng tăng đông, rối loạn các cái các cái con đường đông máu, tiêu sợi huyết và kèm theo là các cái số lượng tiểu cầu cũng như là bạch cầu Bạch cầu đa nhân trung tính trên lympho cũng như ferritin đều rất là rối loạn. Quá trình viêm không đặc hiệu tại gan cũng như là những cái mất cân bằng về mặt miễn dịch ở những cái bệnh nhân nhiễm COVID-19 có tình trạng nặng sẽ gây hậu quả nặng nề không chỉ ở phổi, không chỉ ở các cơ quan khác mà còn ở gan và tụy. Điều này đã được chứng minh ở trên thực tế lâm sàng và hơn nữa một bệnh nhân nặng thì bao giờ cũng sẽ phải dùng rất nhiều thuốc chúng ta cũng không loại trừ được đó các tổn thương gan đó là không chỉ do virus sars cov hai đơn thuần mà chúng ta cũng phải đặt một câu hỏi nữa đó liệu đó có là phải là chi ly không à đó tức là tác động bị gan bị độc do việc sử dụng uh, các cái thuốc nhưng mà không điều trị thì không được uh, những thuốc nào sẽ thực sự hiệu quả cho các cái bệnh nhân nhiễm sars cov-2 và những thuốc nào trong đó không có ảnh hưởng tới gan hay là giảm cái tính độc đối với gan và thận thì sẽ cần được lưu ý để điều trị những cái bệnh nhân sars cov-2 trong thời gian sắp tới ngoài về cơ chế về tế bào thì tại sao sars cov-2 nó lại gây ảnh hưởng nặng nề nhựa tới các bệnh nhân có nhiễm uh, COVID-19 ảnh hưởng tới gan nhiều tới như vậy thì uh, cái nặng chúng ta có rất là nhiều kháng sinh đúng ạ và người ta đã nói là thế kỷ thứ 18 19 là thế kỷ của kháng sinh nhưng đến thế kỷ thứ hai, 20 21 và 22 và xa hơn nữa có thể là sẽ là những cái thế kỷ của virus và nấm và thậm chí con gì chúng ta chưa biết uh, khi mà đụng tới những cái đó thì thực sự cái quá các cái rối loạn về mặt miễn dịch là những cái đáng sợ nhất ở các cái bệnh nhân các cái tổn thương gan do sars cov 2 cũng vậy các cái tổn thương mà người ta đã được ghi nhận đó là các cái rối loạn về bổ thể cũng như là các cái interleukin 23 khi mà đã được giải phóng vào máu trong cái quá trình viêm toàn thân ấy, thì nó sẽ kích động các cái tế bào cúc phơ ở gan vốn đang ngủ yên và khi đã đụng các cái tế bào cúc phơ này đã bị hoạt hóa rồi thì nó dễ sinh ra các yếu tố hoại tử u. Nó như một vòng xoắn vậy, cứ từ khâu này nó tác động đến khâu khâu khác. TNF alpha sẽ làm trầm trọng thêm phản ứng viêm và từ đó làm hủy hoại tế bào gan. Tế bào gan bị chết lại tiết ra chemokin. kin. lại làm ta lại tác động đến CD4 cũng như bạch cầu đa nhân làm cho nó được huy động vào gan và CD4 nó còn có một cái giờ nữa là nó lại còn gọi và hỗ trợ sự nhập xâm nhập của cái tế bào đa nhân trung tính vào trong gan gây làm cái phản ứng viêm nó nặng hơn nữa. Thế tại tại mô gan thì bạch cầu đa nhân trung tính khi xâm nhập vào nó sẽ gây tác hại gì? Bạch cầu đa nhân trung tính không chỉ làm gây tổn thương và làm chết tế bào gan bằng cái quá trình stress do oxy hóa và sản xuất ra protease nó gây hoại tử tế bào và nó gây cái tình trạng viêm hóa ứng động bạch cầu à, quá trình suy hô hấp cấp cũng như là các cái tổn thương thiếu oxy do viêm nội tâm mạc sẽ làm thiếu oxy và cái tình trạng thiếu máu cục bộ này nó sẽ gây các cái phản ứng viêm không chỉ ở toàn thân mà ngay còn cả ở gan nữa ở tại các cái gan suy và bị viêm thì quá trình đường phân không còn diễn ra như được bình thường Quá trình đường phân ở, ở những tổn thương gan bị viêm á, thì nó sẽ diễn ra theo con đường kỵ khí. Mà các bạn biết đấy, con đường kỵ khí thì nó sẽ không có sinh đủ ATP khiến cho tế bào bị thiếu năng lượng và ức chế cái sự truyền dẫn hiệu dự truyền tín hiệu của tế bào mà khi tín thông tin đã được truyền lung tung á, thì nó sẽ gây chết tế bào đặc biệt là theo con đường chết theo chương trình của tế bào tế bào gan bị chết rồi nó sẽ phục hồi như thế nào? Sự phục hồi của tế bào gan thì nó khác nhau tùy theo cơ chế. Nó khác, mỗi cái kiểu tổn thương tế bào gan sẽ có một sự phục hồi tế bào gan khác nhau. Ví dụ à, ở những cái đứa trẻ trẻ nhỏ ấy, thì nó có lợi điểm hơn những cái tế những hơn những người lớn trưởng thành đó là những đứa trẻ của chúng ta, những bệnh nhân chúng ta đang chăm sóc, nó còn rất là nhiều tế bào gốc tiềm năng, đặc biệt là tế bào gốc gan phôi, à, nó có một cái tên khác như xin phép là nói như vậy để cho nó dễ hiểu. Ở những cái bệnh nhân có tổn thương gan cấp, thì cái hiện tượng tăng sinh các tế bào gốc gan để tái tạo lại những cái tế bào gan thường xuyên được được diễn ra và sự tăng sinh của các những tế bào gan trưởng thành thì nó sẽ giúp cân bằng quá trình nội mô của những cái tế bào gan à, đã 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 phục hồi sau những cái tổn thương gan cấp. Những cái tổn thương gan mạn nhưng mà vẫn ở trong giai đoạn chu sinh thì nó sẽ kích hoạt những cái asin 2 và những cái yếu tố ở xung quanh vùng à, tích mạch trung tâm tiểu thùy và tạo đây là một trong những cái yếu tố giúp để tạo sự tăng sinh tế bào gan mới còn những cái tổn thương gan mãn tính quanh tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy thì sao ở cái vùng nếu là tổn thương ở quanh cái vùng này thì nó sẽ có tác động huy động những cái tế những cái tế bào ở khu vực đó nhằm tăng sinh uh, tế bào gan mới ở đây thì tôi đánh dấu bằng những cái màu xanh là cây ở phía sau đằng sau đấy ạ ở những cái tổn thương nặng và những cái uh, tế bào gan đã mất khả năng tăng sinh thì nó lại có một cái cơ chế khác đó là cơ chế thích nghi rất là rất là tốt ạ đó là ở những ở đó thì là những khi mà những tế bào gan không còn khả năng tăng sinh nữa do chết đồng loạt thì ở trên những cái môi trường ở những ở những cái mô hình thực nghiệm thì người ta đã ghi nhận là gì ạ? Đó là ở những cái những cá thể đó ở khu vực đó thì cái yếu tố beta 1 integrin hay là thì nó sẽ bị giảm xuống và nó sẽ tăng cái p21 đó là những cái yếu tố tăng sinh hình thành tế tăng sinh hình thành tế bào thì khi đó là gì ạ? thì những cái tế bào biểu mô đường mật đó, bình thường nó không có khả năng tăng nó không có khả năng biệt hóa thành tế bào gan thì bây giờ nó lại được chuyển đổi công năng để nó có khả năng trưởng thành thành những tế bào gan bù đắp cho cái lượng tế bào gan vừa bị chết đi ngoài ra một số yếu tố ví dụ như là Tech 2 thì có thể được ghi nhận đang được nghiên cứu là đây là có thể là một cái nguồn tái tạo tế bào gan trong cái uh, trong cái những cái tổn thương ở quanh thời kỳ chu sinh ở người lớn là không có cái diễm phúc này. Đấy là lý do tại sao những cái tổn thương ở trẻ con á, nó có một cái sự phục hồi một cách rất là diệu kỳ. Thực sự đến chúng tôi là những cái người làm thực hành lâm sàng mà nhiều khi cũng còn không tin được là tại sao những cái bệnh nhân của mình lại có thể phục hồi một cách tuyệt diệu như thế. Tế bào gan sẽ chúng ta cơ thể sẽ chịu đựng được tới khi nào? theo như một cái nghiên cứu trên thực nghiệm ở tế bào ở ở thì người ta thấy là khi mà khoảng 95% tế bào gan bị chết thì động vật thực nghiệm vẫn có thể tái tạo các cái tế bào gan có nguồn gốc từ đường mật. Điều đấy cho cho thấy là gì ạ? Cái cơ thể cái sự hồi phục của cơ thể rất là tốt đúng không ạ? Tốt là như vậy nhưng thực tế là vẫn có những những điều chúng ta chưa biết cơ thể sống mà đúng không ạ à, nếu các bạn nhìn vào một cái sơ đồ máy bay hay là đặc biệt là các bạn dở ra một cái màn hình à, một cái bo mạch của máy tính á, thì chắc chắn là các bạn sẽ hoa mắt chóng mặt vì các bạn thấy nó nhiều quá và mình nhìn dối tung lên mình chẳng có thể nào, nào hiểu được cả nhưng mà khi tôi nói như vậy với cả một anh làm it của viện thì anh bảo ôi không phải đâu chị những cái này vẽ được còn cái khó nhất là cơ thể người vì đến bây giờ chúng ta vẫn chỉ vẽ được một phần tí xíu thôi của cơ thể người. Chính vì vậy vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về viêm gan cấp cũng như tổn thương gan cấp. Đó là những câu hỏi gì? Tại sao cũng cùng một cả cùng một ca bệnh nhiễm có nguồn bệnh như nhau? Nhưng mà có trường hợp bệnh rất nặng nhưng vẫn vượt qua được. Có những bệnh cũng tổn thương như vậy nhưng không thể nào vượt qua được. Cả cái cái yếu tố nào Cá thể giúp cái cá thể hóa của ca bệnh đó Nó có khả năng phục hồi Yếu tố nào giúp gan ở cái bệnh nhân đó được phục hồi à, Như tôi đã nói ở đầu là có những cái Nguyên nhân gây viêm gan tưởng như nhất là rất lành tính Khi các bạn nói đến viêm gan A hay viêm gan E Là những cái viêm gan lây qua đường phân miệng Hay gần đây chúng ta hay nhắc đến adeno Trong thực tế viêm gan A, viêm gan E tưởng là lành tính nhưng cũng đã gây những cái đợt dịch mà với rất rất nhiều người bệnh nhân tử vong. Hay là adeno, bình thường nếu mà uh, người ta theo những cái nghiên cứu về dịch tễ thì là ở cái độ tuổi mà từ 0 đến 4 tuổi thì 80 đến 90% các bệnh nhi đều đã một lần ít nhất có một lần có nhiễm adeno bằng cớ là gì ạ? Là kháng thể adeno có đã lưu hành trong máu. Thế nhưng tại sao ở một số bệnh nhân thì adeno lại trở nên rất nặng? Và một số thậm chí adeno, một cái virus tưởng chừng như là chỉ gây tiêu chảy này, gây viêm đường hô hấp hay viêm phổi hay là uh, gây đau mắt đỏ thôi. Với một số chủng thì nó lại có thể gây gây tổn thương gan và thậm chí có thể gây suy gan. Đó là cơ hội nào gây cái sự bùng nổ này hay là yếu tố nào là cái yếu tố chính từ môi trường bên ngoài mà chúng ta có thể tác động vào gây có thể gây tổn thương gan và có thể giúp gan hồi phục. Liệu pháp nào là liệu pháp điều trị để có thể giúp cái quá trình phục hồi của tế bào gan mạnh mẽ hơn để giúp bệnh nhân có thể là điều trị hỗ trợ để vượt qua cái giai đoạn khó khăn ở trong những cái tổn thương gan cấp và lan rộng. Và ranh giới khó nhất đối với với các bác sĩ đó là tổn thương gan có còn cứu chữa được nữa không? ghép gan hay không hay tiếp tục điều trị nội khoa tiếp tục chờ đợi hay phải tiến hành hội trần ghép cấp vì nếu không chúng ta muộn thì chúng ta sẽ không uh, có thể cứu vãn được bệnh nhân nhưng nếu như mà chúng ta làm quá sớm thì chúng ta lại bỏ qua cái cơ hội phục hồi uh, của cái tế bào gan đó ở trong những cái ngày uh, những tuần gần đây trong vòng khoảng hai uh, tháng gần đây thì các bạn thấy hiện tượng một số những cái ca bệnh được ghi nhận trên thế giới và người ta đặt một cái tên rất là uh, gây chú ý đó là mysterious hepatitis Insurance có thực là bí ẩn hay không tôi thì tôi thật sự về cá nhân tôi về cá nhân tôi thôi ạ tôi không thích từ mysterious không có gì là bí ẩn ở đây mà chúng ta có thể thay bằng từ chưa rõ nguyên nhân và dường như gần đây mọi người cũng bắt đầu uh, dần dần nói tới cụm từ đó nhiều hơn là mysterious. Mis, uh, theo tổ chức ý, ở đó là những chùm ca bệnh không phải là mới đâu, nó đã được ghi nhận ở trên thế giới bắt đầu từ tháng 10 năm 2021 uh, là cái chùm ca bệnh đầu tiên là 9 đứa trẻ tổn thương gan không rõ nguyên nhân ở Alabama ở Mỹ và sau đó dần dần những ghi nhận những chùm ca bệnh ở Anh rồi các nước ở trên toàn thế giới cho tới bây giờ thì có khoảng gần 400 ca bệnh đã được ghi nhận trên trên toàn thế giới à, nhiều nhất là ở Anh và Mỹ còn tàn phát ở các nước Châu Âu ở Châu Á thì chúng ta đã ghi nhận nhiều ở những nước như là Indonesia Nhật Bản Hàn Quốc một số các cái nước khác có ghi nhận ca bệnh nhưng chưa báo cáo à, tại sao đến thời điểm này người ta lại đặt ra câu hỏi về mysterious hepatitis bởi vì trước đây thì trong thực tế lâm sàng chúng ta vẫn có một cái nhóm bệnh nhân là viêm gan không rõ nguyên nhân nhưng mà cái nhóm bệnh nhân này nó tản phát quanh năm và nó tản phát ở các địa phương thế nhưng mà tại thời điểm này thì nó lại dường như là con số nó tăng lên theo cấp số nhân từ ngày từ ngày một các bạn thử tính là từ tháng 10 năm 2021 cho tới tận tháng 2 thì người ta mới ghi nhận được có hơn 60k thôi. Từ tháng 2 cho đến tháng 4 người ta ghi nhận là 169k. Và ví dụ như tính là cái mốc là từ mùng 6 tháng 5 thì tổ chức y tế thế giới mới công bố là có 228k nhưng tới ngày 11 tháng 5 thì đã ghi nhận lên tới là 348k, tức là cái số ca bệnh nó tăng lên rất là nhanh cùng với cái số địa phương bị bệnh của số quốc gia có ghi nhận tình trạng ca bệnh nó còn nhiều hơn nữa, nó cũng gia tăng theo từ một hai ba quốc gia ban đầu nó lan rộng ra trên toàn thế giới. Thế thì chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ phải hiểu rõ là định nghĩa về ca bệnh như thế nào. Định nghĩa của ca bệnh thì các bạn cứ nghĩ như thế nhớ một cách rất là đơn giản như thế này thôi ạ. Tuổi từ 0 đến 10 dưới 16 tuổi. Tuy nhiên là cái lứa tuổi dưới 6 thì dường như là bị bệnh nhiều hơn. Thứ hai là ghi nhận tình trạng bệnh là từ tháng 1 mùng 1 tháng 10 năm 2021 tới nay. Thứ ba nữa là tổn thương gan cấp với Transamina trên 500 sau khi đã được loại trừ tất cả các nguyên nhân gây tổn thương gan khác bao gồm độc chất, bao gồm tất cả các virus, bao gồm các nguyên nhân rối uh, loạn chuyển hóa di truyền vân vân thì chúng ta mới được xếp vào cái bệnh này. Các cái bệnh tổn uh, các cái nguyên nhân tổn thương gan cấp này nó có thể có, uh, ở khắp các nơi. Chính vì vậy, chúng ta cũng nâng cao cảnh giác. Hiện tại thì Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh nào, nhưng mà biết đâu đấy, trong thời gian tới chúng ta có sẽ có sẽ có. Chúng ta sẽ phải chú ý các triệu chứng để chúng ta ghi nhận. Nguyên nhân gây tổn thương gan cấp uh, ở trẻ em, chữa, nhóm chưa rõ nguyên nhân đến bây giờ vẫn là còn một dấu hỏi lớn. Có một số các cái bằng có một số uh, nguyên nhân người ta chú ý tới. Ví dụ như là nhóm adenovirus mà đặc biệt là avirus virus tiếp 41 thì người ta ghi nhận gì người ta chú ý tới nhóm như thế này vì sao vì là đây là cái nguyên nhân duy nhất ngoài sars cov 2 thì đây là nhóm nguyên duy nhất người ta tìm được nhiều nhất lẻ tẻ hơn thì có một số các cái virus khác uh, cũng cũng có thể có gây tổn thương ở gan nhưng mà với cái cái số lượng nó ít và lẻ tẻ theo con số thống kê thì adenovirus được ghi nhận ở khoảng hơn 30% số ca bệnh ở Anh, 50% số ca bệnh ở Mỹ. Tuy nhiên adenovirus có gây bệnh thực sự hay không vẫn cần phải có một thời gian nghiên cứu. À, tôi bởi vì sao adenovirus vẫn hiện diện ở quanh chúng ta, hàng người ta phát hiện ra con virus này là từ năm 1953 cơ và tới bây giờ ai cũng đã nhiễm. Bây giờ mà chúng ta thử uh, Elisa adenovirus chắc chúng ta cũng đã có. IgG hay IgM -E mà thôi. Nhưng tại sao bây giờ trẻ con nó, nó nhiễm và đó lại bị nặng như vậy? Cũng có một số giả thiết Ví dụ như là uh, các cái sự thay đổi về mặt miễn dịch của trẻ sau đại dịch, cái tính nhiễm miễn nhiễm của trẻ uh, được gần như là bị thay đổi. Trẻ ít bị tập nhiễm bởi các vi quá trình nhiễm virus trong môi trường sống bên ngoài sau một quá trình cách ly nó bị thay đổi. Hay là đa các cái nhiều các cái đa factor uh, nhiều nguyên nhân có thể gây cái tổn thương gan do các cái virus phối hợp hay không thì nhưng mà cho tới bây giờ thì tất cả vẫn chỉ là câu hỏi mà thôi. Cái tỷ lệ nhiễm uh, SARS-CoV-2 ở trên nhóm bệnh nhân này cũng có khoảng 10 đến 20% tùy, tùy tùy quốc gia. Tuy nhiên là nếu đổ tội cho SARS-CoV-2 không ấy thì là hơi vô lý là tại vì sao ạ? Gần như là rất hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đều đã có SARS-CoV-2 nhưng mà con số bệnh nhân có tổn thương gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân thì nó ít hơn nhiều, tới bây giờ mới ghi nhận khoảng quanh 30 quốc gia mà thôi. Thế nhưng và tại sao nếu là do SARS-CoV-2 thì tại sao ở trong thời điểm dịch bùng nhất, mật độ virus cao nhất thì bệnh nhân lại không bị mà bây giờ khi mà mọi thứ nó lắng lại thì bệnh nhân lại bị. Đó là những cái câu đó là những cái nghi vấn về mặt khoa học mà chúng ta sẽ phải chú ý để nghiên cứu. Thế còn chúng ta sẽ phải chú ý đến triệu chứng gì để mà ghi nhận các cái ca bệnh mới uh, có xuất hiện. Đó là đầu tiên á, là những cái triệu chứng phổ biến nhất đây là những cái ghi nhận ban đầu của các cái nhà khoa học ở Anh uh, cho tới mùng 6 tháng 11, uh, cho tới mùng 6 tháng 5 hôm vừa rồi. Thì đó là uh, những triệu chứng vàng, vàng da vàng mắt là triệu chứng phổ biến nhất nó gặp với tỷ lệ 71% sau đó, tiếp sau đó là những cái triệu chứng về dối loạn tiêu hóa bao gồm nôn, tiêu chảy phân nhạt màu buồn nôn, triệu chứng đau bụng cũng chiếm tới 41% đấy nhé. Và sốt thì ít hơn, khoảng 1 phần 3 số đứa trẻ tới khám thôi. Kèm theo đó là những cái triệu chứng từ những cái triệu chứng ban đầu này thì vì nhờ có cái triệu chứng vàng da là triệu chứng khỉ điểm cho nên nhóm bệnh nhân này mới được thử các cái chức năng gan bao gồm transaminase và từ đó mới xác định lên một cái nhóm đó là viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân thì về mức độ mạnh uh, nặng của bệnh tới mức độ nào nặng thì cũng không quá nặng nhưng báo động hay không thì tôi nghĩ với cái sự gia tăng của số ca bệnh này chúng ta cũng cần phải chú ý tuy nhiên không cần hoàng hốt bình tĩnh thôi ạ à, để phát hiện cái mà nặng đề như sars cov 2 thì chúng ta cũng đã vượt qua rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cái giai đoạn uh, cũng như là những cái hậu quả của nó nếu có uh, tỷ lệ tử vong thôi thì cho tới khoảng mùng 10 tháng 5 thì tỷ lệ phở thông thô ở anh là là 12 ca tử vong tương ứng với khoảng 2,7%. trăm tỷ lệ trẻ phải ghép gan ở anh tương ứng là khoảng từ 7% đẩy đến 10% tùy địa phương báo cáo. Ở tại Mỹ thì người ta có thống kê tỷ lệ phải nhập viện thì tỷ lệ ở nhập viện ở Mỹ là 90%. Tuy nhiên có 14% phải ghép gan ở Indonesia thì đáng tiếc là những cái ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là những ca bệnh tử vong và tới cách đây vài ngày thì số bị bệnh số ca bệnh được báo cáo là 15 cho tới bây giờ chúng ta còn rất nhiều câu hỏi về viêm gan chưa rõ nguyên nhân nguyên nhân gây bệnh là gì nhiều giả thiết nhưng chưa có một cái nguyên nhân nào thật sự rõ ràng được xác định vai trò của virus tới đâu nó có thực sự là nguyên nhân không hay nó đang bị oan hay là nó đang cùng với sars cov2 và các hệ quả của sars cov2 hậu quả của sars cov2 gây ra các cái biến chứng hậu covid giống như missy chẳng hạn có một giả thiết gần đây thì mới được các nhà khoa học anh đưa ra đó là người ta nghi ngờ là cái sự tồn tại dai dẳng của các cái virus sars cov2 ở trong đường tiêu hóa từ ngày này sang ngày khác nó sẽ khi mà bệnh nhân đó có đồng nhiễm adeno thì có thể nó gây những cái tình trạng quá uh, viêm quá mức cũng như các rối loạn về miễn dịch, gây tổn thương gan. Nhưng mà nói thế thực sự cũng khó bởi vì là không phải bệnh nhân nào cũng có SARS cov 2 và không phải bệnh nhân nào cũng có đã từng nhiễm đã từng nhiễm SapaV2 trong tiền sử trước đó. Thứ hai nữa là uh, thứ ba nữa là các cái thực sự có các cái ảnh hưởng thay đổi về tập nhiễm miễn dịch của các cái đứa trẻ sau đại dịch hay không? đâu là yếu tố tiên lượng nặng của các cái bệnh nhân có nhiễm, uh, có cái bệnh gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em này và các diễn biến tiếp theo của các cái bệnh gan này nó sẽ như thế nào? Chúng ta không chế có khống chế được không? Hay là nó sẽ bùng lên thành dịch với những hiệu quả nặng nề? Cho dù nó đi đâu nữa thì tôi tin là nếu như chúng ta có một cái bước chuẩn bị thật là cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ vẫn vượt qua. Cho nên là cách duy nhất bây giờ là tìm hiểu cập nhật kiến thức liên tục và sẵn sàng đối mặt. À, đây là những cái uh, xét nghiệm uh, theo những uh, ở những cái theo những cái uh, khuyến cáo của các cái tổ chức uh, về quản lý dịch bệnh ở Anh cũng như là Hu người ta đưa ra để khuyên khuyến cáo chúng ta sẽ thu thập những cái, cái uh, xét nghiệm như thế này những xét nghiệm bước ban đầu cũng như là các cái cái dịch bệnh mới giai đoạn đầu thì chúng ta vì chúng ta chưa rõ nguyên nhân cho nên cái phổ xét nghiệm phạm vi xét nghiệm cũng như là các cái loại bệnh phẩm chúng ta lấy sẽ nhiều những cái những cái việc thu thập bệnh phẩm này nó sẽ giúp chúng ta xác định tình trạng cả xác định nguyên nhân gây bệnh ở cái những cái nhóm bệnh đầu tiên như thế này và từ những cái nghiên cứu từ những cái việc thu thập mẫu này nó sẽ giúp sau này chúng ta xác định rõ nguyên nhân bệnh và khi hy vọng giống như khi chúng như sars cov 2 khi chúng ta đã xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh rồi thì cái phạm vi uh, xét nghiệm cũng như là các cái xét nghiệm sẽ được chỉ định một cách chính xác kịp thời và rút gọn hơn rất nhiều nhằm đỡ tốn kém cho bệnh nhân cũng như là uh, các cái cơ quan liên quan bởi vì tới bây giờ các cái mẫu bệnh phẩm, à, các cái nguyên nhân vẫn chưa được rõ, cho nên nhằm phục vụ nghiên cứu thì những bệnh nhân, các bạn mà có bệnh nhân nghiên cứu ấy thì các bạn cũng nên lưu giữ lại những cái mẫu bệnh phẩm để sau này chúng ta có thể hồi cứu để tránh tình trạng là khi bệnh nhân đã khỏi rồi đã ổn định rồi mà chúng ta muốn hồi cứu lại là à, bệnh nhân này có thực sự có tác nhân gây bệnh này không thì chúng ta lại không còn mẫu để làm nữa. ở trên thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ làm như thế nào nếu như chúng ta có gặp những bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ thuộc cái nhóm viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân này, à, các cái bệnh nhân ở trong độ tuổi từ 0 đến 16 tuổi mà có các cái dấu hiệu báo động như là các rối loạn tiêu hóa, các cái tình trạng sốt mệt mỏi và có các cái báo động về bệnh gan, đặc biệt là có tình trạng vàng da hay là lơ mơ, các cái rối loạn về chi giác hay những cái rối loạn đông máu biểu hiện bằng xuất huyết ở trên da hoặc xuất huyết những như nơi, nơi tiêm truyền thì ngay lập tức phải kiểm tra các cái xét nghiệm về gan mật. Còn không phải bệnh nhân nào uh, có triệu chứng tiêu hóa là cũng phải làm xét nghiệm về gan, chỉ những bệnh nhân có triệu chứng báo động mà thôi. Nếu như bệnh nhân đó có thực sự có các cái transaminase máu tăng cao trên 500 đủ tiêu chuẩn, nghiên cứu đủ tiêu chuẩn vào trong nhóm bệnh là bệnh gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ thì các bạn sẽ phải làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn để nhằm làm rõ hơn các nguyên nhân gây bệnh để loại trừ ra các nguyên nhân gây tổn thương gan khác. Nếu như các bạn đã loại trừ ra khỏi tìm được những cái nguyên nhân gây tổn thương gan khác, ví dụ như đứa trẻ có thể có viêm gan CMV, có thể là nhiễm viêm gan A, viêm gan E hay là nhiễm herpes virus thì các bệnh nhân đó sẽ được theo dõi và điều trị theo cái nhóm nguyên nhân mà các bạn đã được ghi nhận. Nếu như các bạn đã loại trừ hết những cái nhóm nguyên nhân đó và thực sự đây là một ca bệnh mới thì ca bệnh này phải được báo cáo, ghi nhận và báo cáo cho cơ quan chức năng với để nhằm ghi nhận các ca bệnh mới. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ là ở những cái bệnh viện lớn sẽ là người giúp các bạn xác định cái tình trạng bệnh nặng hay không và có cần can thiệp chuyên sâu gì hay không hay chỉ điều trị hỗ trợ. Việc điều trị hỗ trợ sẽ được giám sát được tiến hành và giám sát suốt thời gian đứa trẻ bị bệnh. Cũng nhưng mà sau khi cái đứa trẻ à, đã thoát tình trạng nặng và được ra viện thì vẫn cần được lưu ý và giám sát tiếp tục về mặt dịch tễ bởi vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về đường lây truyền cũng như là các yếu tố dịch tễ của căn bệnh này để nhằm hạn chế tối đa số ca bệnh cũng như là hạn chế tối đa tình trạng nặng ở những đứa trẻ bị bệnh cũng như là hạn chế số ca tử vong nguyên nhân đã biết đâu nhưng phòng nhưng mà phòng bệnh thì vẫn phải phòng như vậy chúng ta sẽ phòng bệnh như thế nào ngay lập tức những đứa trẻ chưa tiêm vaccine nên tiêm vaccine bởi vì những cái cơ chế cái ích lợi của vaccine sars cov 2 covid vaccine phòng Covid-19 thì các bạn đã thấy rồi đúng không ạ? Những người bị bệnh, tuy là bị bệnh nhưng nhẹ hơn nhiều. Thế thì biết chúng ta vẫn chưa lý giải được mà. Chúng ta vẫn chưa nói được là có nguyên nhân phối hợp gì không. Viêm gan A, viêm gan B hay là SARS-CoV-2 ở trong cái cái con đựa, ở trong cái tình trạng tổn thương này không. Cho nên là nếu phòng được cái gì thì chúng ta cứ phòng chủ động trước. Hãy tiêm phòng, khuyến khích người bệnh tiêm phòng những virus viêm gan có thể hay nói đến adeno thì adeno có tiêm phòng được không adeno thì hiện tại thì không có trên thị trường có vaccine adenovirus nhưng mà chỉ có hai chủng thôi và hai chủng này cái vaccine này thì ở các nước phát triển người ta hay sử dụng cho những cái binh sĩ mà tới những cái vùng mà nghi ngờ dịch ấy, như là ví dụ như khi đi ra cái các cái khu vực uh, khu vực các nước châu các cái nước nhiệt đới hoặc là các cái khu vực đông uh, các cái, um, dịch bệnh thì người ta sẽ cho binh sĩ uống chứ còn không có phổ biến ngay cả nước phát triển người ta cũng không dùng các cái virus, các cái vaccine adeno à, các cái yếu tố về dịch phân tích về dịch tễ thì cho thấy là dường như cái viêm gan cấp ở trẻ em này nó không có con đường lây qua đường đường máu hay là mẹ con cho nên nhiều khả năng á, là nó đang lây qua đường những cái con đường thông thường như là con đường phân miệng hay đường giọt bắn vì vậy vệ sinh cá nhân đeo khẩu trang sát khuẩn tay sát khuẩn bề mặt như chúng ta đã và đang thực hiện đây là những cái biện pháp rất có ý nghĩa trong hạn chế cái việc uh, lây truyền cũng như là phòng các cái ca nhiễm viêm, viêm, viêm gan viêm gan chưa rõ nguyên nhân mới đặc biệt là nếu do adeno thì adeno có thể lây qua những cái bề mặt của người bệnh đã để lại cho nên việc, việc vệ sinh bề mặt rất là quan trọng và adeno thì nó cũng khá là đáp ứng với những cái dung dịch bề mặt thông thường, uh, dung dịch khử khuẩn thông thường. Thành thử cái yên tâm nếu như chúng ta sạch sẽ, chúng ta sát khuẩn tay đúng quy trình thì là chúng ta sẽ không mang virus về nhà đâu ạ. Việc hạn chế sử dụng uh, các cái đồ dùng chung, uh, ví dụ như là khăn mặt, ly uống nước cũng cần được hạn chế một cách tối đa. Khuyến khích trẻ ở trong các trường học sử dụng khăn mặt, bàn trải và ly uống nước, ca cốc, chén thìa riêng, không sử dụng chung ở trong môi trường tập thể và đảm bảo làm sao cho mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 16 tuổi được ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm có an toàn vệ sinh thực phẩm tốt, đảm bảo nguồn nước sạch. Và nếu không may chúng ta có bệnh nhân thì cái việc quan trọng đó là xử lý các cái nguồn chất thải của bệnh nhân làm sao để nó không phát tán ra ngoài và hạn chế tối đa những cái em bé lại tiếp tục bị mắc bệnh trong thời gian đó. À bài hơi dài đúng không ạ yeah, rất là xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh các chị và tất cả các bạn xin cảm ơn ạ. Vâng cảm ơn tiến sĩ anh Hoa đã cho chúng ta một cái bài một bài tổng quan rất là chi tiết. À, mặc dù là chúng tôi thấy cái slide ban đầu của tiến sĩ chỉ có 30 slide nhưng mà chị đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin và à, không dài đâu ạ, à. tôi nghĩ là nó rất là đầy đủ và kể cả những cái thông tin mà đúng như cái tên gọi những gì mà chúng ta đã biết và còn rất nhiều những cái gì chúng ta chưa biết về viêm gan à, cấp của trẻ em à, cũng à, kính thưa toàn thể à, hội nghị ở trong hội trường của chúng ta hôm nay là có phải, cũng khoảng gần 300 à, các à, à, bạn học viên à, sau đại học Thế và trên trực tuyến thì chúng tôi theo dõi thì cũng có tới trên 400 đồng nghiệp của chúng ta tại các bệnh viện cũng như là tại bệnh viện Nhi Trung ương đang theo dõi trực tuyến và cũng xin trân trọng giới thiệu là phó sư tiến sĩ Trần Minh Điển giám đốc bệnh viện cũng theo dõi từ đầu cho đến bây giờ. Thế và tiếp theo đây thì mặc dù là cũng khá là muộn rồi thế nhưng mà tôi nghĩ là còn rất nhiều những câu hỏi của các À, quý độc à, đại biểu ở tại trong hội trường các bạn trong hội trường à, có ai bất kỳ có những câu hỏi nào chúng ta có thể hỏi trực tiếp cho tiến sĩ hoa à, cũng như là các à, quý vị mà đang theo dõi trên trên phần mềm zoom à, nếu có ai có bất kỳ những câu hỏi nào à, thì các à, có thể giơ tay và hỏi trực tiếp à, hoặc là à, đặt câu hỏi vào trong cái cửa sổ Q&A hiện nay thì tôi thấy có một câu hỏi à, đã có sẵn từ nãy à, tiến sĩ hoa có thể đọc được câu hỏi không ạ À, câu hỏi thì có vẻ hơi dài. Vâng ạ, xin chào bạn Châu Minh ạ. À, bạn có đưa câu hỏi là có một bệnh nhi 7 tháng tuổi à vào viện vì đi ngoài phân bạc màu, bệnh khởi phát 10 ngày với phân bạc màu, à, không vàng da, không nôn ói, ăn bú tốt, không no, không khó thở, không ho, không khó thở. Xét nghiệm Transamina tăng 131 và 184 đơn vị trên lít, điều viên toàn phần Uh, không tăng, bưu viên toàn phần là 8, trong đó bưu viên trực tiếp là 0.8 Sau 5 ngày điều trị hỗ trợ bằng vitamin E, vitamin AD Thì hiện phân vẫn đặc màu, xen kẽ với phân vàng mỗi ngày kèm theo các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân Có transamina có tăng lên, ạ. GOT tăng lên trên 186 Ở GPT là 288, bưu viên toàn phần là 8 GGT là 35, phốt phát ta kiềm 184 và PT là bệnh nhân không có dối loạn đông máu. Tất cả à, các xét nghiệm HBV, HCV, CMV, rubella, toxoplasmo, à, siêu âm gan mật hiện tại chưa có bất thường. Bạn à, yêu cầu tư vấn. Dạ, và xin tuần. À, thực ra với ca bệnh này thì chưa đủ tiêu chuẩn là nhóm viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em theo như là cái nhóm cái bài chúng ta vừa vừa trình bày. Tuy nhiên đây ở đây là bệnh nhân có tổn thương gan hay không? Thì bệnh nhân có tổn thương gan. Biểu hiện bằng gì ạ? Transamina tăng. Cái transaminatan tăng này thì có thể là tổn thương gan nhưng có thể là tổn thương do cái bệnh khác. Nhưng mà ví dụ như là các cái bệnh nhân mà có tổn, tổn thương do rối loạn chuyển hóa di truyền á thì thường cái mức độ thay đổi nếu có thay đổi sẽ thay đổi nặng hơn hoặc là nếu như mà có các cái um, thay đổi ngay từ mức đầu á thì thường các các bạn thấy là những cái bệnh về liên quan đến nội tiết chuyển hóa thì transaminase nó sẽ rất là tăng chứ ít khi ở cái mức như thế này. ở những các bệnh này thì nó không được liệt vào nhóm tổn thương gan viêm gan chưa rõ nguyên nhân chúng ta đang đề cập. Tuy nhiên ở bệnh nhân này với tình trạng có tăng transaminase tuần tiến như thế này theo thời gian trong 5 ngày tăng gần như gấp đôi mà lại không có tăng bilirubin thì vẫn phải kiểm soát tiếp những cái kiểm tra tiếp những cái nguyên nhân gây tổn thương gan khác mà uh, toàn bộ nhóm post các bạn sẽ cần uh, thì bạn châu Minh sẽ phải kiểm tra chứ không chỉ đơn giản là CMV hay hay là Toxoplasmo nữa. Ở bệnh nhân nếu như mà không có đường lây truyền từ mẹ sang con hoặc là không có tiền sử truyền máu và quá trình uh, sinh của cháu được diễn ra an toàn thì cái nguyên nhân về nếu mà khả năng gây viêm gan B, viêm gan C thì cũng rất là thấp ạ thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm các cái nguyên nhân gây tổn thương gan cấp khác, ví dụ như là các cái nhóm viêm gan A, viêm gan E, các cái nguyên nhân về uh, nhóm post ở bệnh nhân như là CMV, rubella, toxoplasmo, herpes virus, enterovirus vân vân. Nếu như trong trường hợp mà tất cả những cái đó âm tính thì bạn sẽ phải chú ý hơn đến những cái nguyên nhân về độc tính bởi vì là bệnh nhân này có 7 tháng tuổi thôi và bạn phải hỏi kỹ hơn gia đình về các cái tiền sử bệnh tật của cháu bé, về các cái thuốc em bé đã và đang được dùng cũng như là các cái yếu tố về ngoại cảnh. Nếu như trong trường hợp loại trừ được những cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ phải kiểm tra sâu hơn về các cái các cái xét nghiệm về chuyển hóa xem là em bé có những cái rối loạn chuyển hóa gì kèm theo hoặc thậm chí các cái bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn ở trẻ em thì gan tự miễn rất là hiếm. Tuy nhiên có một cái đặc điểm là gan tự miễn ở trẻ em nếu có ở tuổi 7 tháng thì thường khá là nặng. Cho nên ở bệnh nhân này không có rối loạn tổng hợp protein thì tôi cũng không nghĩ đến nhiều. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hoa. các ừ, anh các chị và các bạn tại hội trường có ai có câu hỏi gì không ạ? Vâng, tôi... xin phép tiến sĩ phúc cho tôi thảo luận một chút được không ạ? Dạ vâng ạ dạ, vâng ạ kính kính mời phó Hồ sư tiến sĩ. Chợ. Vâng tiến sĩ ao có một cái bài tổng quan chung về cái viêm gan cấp tôi thấy là rất là hay rất là đầy đủ tất cả những yếu tố. Thế tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta có hai cái cụm từ chúng ta gọi là viêm gan bí ẩn. thế và với cái này thì tổ chức y tế giới cũng như là cục y tế dự phòng thường xuyên là thường xuyên là là có những cái văn bản rồi có những cái thông báo để cho chúng ta luôn luôn chú ý. Thế thì trong thời gian vừa qua thì trong cái nhóm mà cái nhóm chúng ta gọi là nhóm Mixi ấy và cái nhóm đó thì cái tổn thương liên quan đến cái miễn dịch và tổn thương liên quan đến quá 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 viêm quá tình trạng hơi quá đáp ứng quá miễn dịch của của các bệnh nhi sau nhiễm sars cov 2 và từ 2 đến 6 tuần Thế thì trong những cái nhóm đó thì vừa là cái câu hỏi của tiến sĩ phúc cũng như là của tiến sĩ hoa nữa là nó có cái tổn thương gan ở trong cái hội chứng viêm đa cơ quan đấy không đấy và với cái tổn thương gan này thì uh, liệu uh, với cái nhóm mà tổn thương đơn độc đó thì có phải là liên quan đến 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 cái nhóm này hay không nó cũng giống như là có thể đôi khi đơn độc chỉ là cái triệu chứng xuất hiện là là phát ban cũng như là nổi hạch cái và tổn thương mạch hay là cái nhóm mà chỉ có triệu chứng nổi bật của cái tình trạng suy tuần hoàn đấy thì đấy là cái mà xem có phải là cái 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 mixin mà đơn độc riêng của cái tổn thương gan không thì 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 cái đấy được xin tiến sĩ Hoa với tiến sĩ Phúc có ý kiến để chúng ta thảo luận để cho các bạn là chúng ta có những cái cái kiến thức uh, tốt hơn ạ à, Vâng ạ à, Xin cảm ơn ý kiến của phó Hồ sư Trần Minh Điển à, thì thực ra là đúng là với cái tổn thương gan cấp và uh, có liên quan tới sát cov 2 thì trong đó nó có hai cái nhóm mà cho tới nay thì các cái thông tin trên Ivan thì cũng khá là rõ cũng như là những cái cơ chế à, tuy cơ chế thì nó cũng chưa hoàn toàn được được uh, thông suốt thế nhưng mà uh, cũng đã có một số những cái giả thuyết và đã có những câu trả lời à, đó cái thứ nhất đó là cái tổn thương gan cấp tính trong cái bệnh cảnh của nhiễm Sars-CoV-2 uh, cấp tính à, thế thì với cái đó thì trong cái bài trình bày của tiến sĩ Hoa cũng đã nói khá là nhiều và với một cái tỷ lệ À, mà trên y văn thì cũng khá là dao động theo từng nghiên cứu, có những nghiên cứu có thể tới đến 50% những bệnh nhân mà tổn thương gan có tổn thương gan cấp tính trong khi mà cái giai đoạn nhiễm virus uh, SARS-CoV-2 cấp tính. Uh, tất nhiên thì nó tùy theo từng cái quần thể uh, báo cáo như trực tiếp như trên cái số bệnh nhân mà mà chúng tôi điều trị bệnh nhân người lớn mà khi mà chúng tôi ở trong uh, Vĩnh Long thì chúng tôi cũng có thể tới đến 15 đến 20% là bệnh nhân có tổn thương gan cấp tính trong cái giai đoạn mà À, không phải là cái tổn thương của một cái tình trạng suy quan như là sốc nhiễm trùng hoặc là là một cái tình trạng rất nguy hiểm. mà bệnh nhân có thể hoàn toàn chỉ có biểu hiện của suy hấp và khi mà các men gan tăng lên thế và sau một thời gian thì hầu hết là là nó giảm xuống thì có nhiều giả thuyết có thể liên quan đến các cái thuốc điều trị à, cũng như là liên quan đến cái tổn thương trực tiếp đánh trực tiếp của virus sars cov 2 vào vào tế bào gan thì cái cái cái, cái những cái, cái, hậu quả thì thì mà nặng nề dẫn đến suy gan cấp hoặc là tử vong do cái suy gan cấp mà do sars cov 2 trong giai đoạn cấp tính thì ít khi người ta đề cập tới. Thế còn một cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mà sau 4 đến 6 tuần mà như phó sư điển vừa nói đó là cái tổn thương gan mà có thể nằm trong một cái bệnh cảnh của của hội chứng đáp ứng viêm hội chứng viêm đa cơ quan hay không À, thì thực ra là các anh các chị và các thầy các cô có thể thấy rằng là trong cái tiêu chuẩn định nghĩa ca bệnh của mixi mà với tổ chức y tế thế giới thì người ta không đưa cái tiêu chuẩn là là tổn thương gan vào và nó chỉ nói cái triệu chứng của đường tiêu hóa như là nôn hoặc tiêu chảy hoặc là đau bụng. Thế nhưng trong cái hướng dẫn của CDC thì mới đưa cái tiêu chuẩn là có tăng men gan vào là một cái tổn thương cơ quan trong cái bệnh cảnh của Mixi. Điều đó có nghĩa là gì? Cái cái để thấy rằng là cái tổn thương gan trong các thì không phải là một cái tổn thương mà luôn luôn bắt buộc phải có ở trên bệnh nhân Mixi và cái cơ chế thì người ta cũng đưa ra theo những cái giả thuyết về về đáp ứng viêm quá mẫn viêm của cái miễn dịch thế thì cái câu hỏi mà phó sư điển vừa đặt ra thì liệu cái phải là cái tổn thương gan trong cái bệnh cảnh của với suy gan cấp hay viêm gan cấp như thế này nằm trong bệnh cảnh của mix có phải là do mix hay không à, thì thực thực tế là, là 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 tôi cũng đọc nhưng mà cũng chưa đưa ra được người ta cũng chưa chưa thể kết luận được là nó có phải nằm trong một cái hội chứng viêm đa cơ quan hệ thống giống như là cái mixi và tổn thương thần kinh tổn thương tim mạch tổn thương đường tiêu hóa và tổn thương ngoài da như mà mà chúng ta cũng đã biết rất là rõ thì thì có thể tiến sĩ hoa có thể đọc thêm hoặc là có thể trả lời thêm về cái ý mà trong những cái giả thuyết người ta đưa ra thì có nói đến nhiều đến cái cái vai trò của giống như là trong mixi hay không và wow. kính thưa tiến tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển và tiến sĩ phúc và và các anh các chị thì đúng như là tiến sĩ phúc nói đấy tất cả mọi thứ đều là giả thiết tuy là đã có một vài những cái câu trả lời nhưng mà cũng khá là còn nhiều tranh cãi trong từ tuần trước thôi trong từ tuần trước trở về trước thì tất cả mọi cái nghi vấn ở những cái tổn thương gan này đều đổ dồn hết vào adeno tuy nhiên là trong khoảng 10 ngày gần đây thì đã có những cái luận điểm mới đưa ra để nhằm sắc nhằm nói nhấn mạnh hơn những cái nghiên cứu đã có ở trên những cái bệnh nhân đã nhiễm sars cov 2 ở trong giai đoạn trước để đưa ra những cái giả thiết là liệu những cái viêm gan chưa rõ nguyên những ca bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân này có phải do sự phối hợp có vai trò hay không của sars cov 2 ở những bệnh nhân này và người ta cũng đặt câu hỏi như là tiến sĩ phúc nói đấy là cái tổn thương tổn thương viêm quá mức và do đa yếu tố là bệnh nhân có thể nhiễm sars cov 2 từ trước rồi thế nhưng mà nó tồn tại ở trong người và đặc biệt là trong đường tiêu hóa cũng như ở gan khi bệnh nhân có đồng nhiễm không chỉ adeno mà một người ta đưa ra một số các cái virus khác thì nó tạo như là yếu tố cơ hội ấy để cho các cái phản ứng viêm nó quá mức hơn và nó gây ra tình trạng tổn thương gan Tuy nhiên cho tới bây giờ tất cả những cái đó vẫn chỉ hoàn toàn là giả thiết. Chúng ta sẽ phải cần những cái nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới để khẳng định những cái yếu tố này. Còn cơ chế của nó thì như như đã nói đấy, nó cũng tương tự như cái là uh, mixi thường sẽ xảy ra sau 2 đến 4 tuần, thậm chí có bệnh nhân ghi nhận là nhiễm cô đã từng nhiễm Covid trong vòng 4 tháng trước cũng vẫn bị. Vâng, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Hoa. Xin mời các bạn ạ. Vâng, chúng tôi thấy có phó sư Tạ Anh Tuấn có xin có ý kiến ạ. À. Xin mời anh Tuấn bật mic lên ạ. Vâng, à, thưa giáo sư Điển cùng toàn thể các anh các chị đặc biệt là báo cáo viên ạ, hôm nay rất trẻ trung. Thế thì tôi có một ý kiến thêm một cái câu anh Điển vừa hỏi. Thì thứ nhất là cái tổn thương gan trong Missy thì lúc nãy bác sĩ Phúc cũng đã nói rồi thì tôi chỉ bổ sung thêm tức là chúng tôi vừa đang tổng kết 67 ca 70 ca vào ICU thì chúng tôi cũng phân tích ra theo, theo hai cái nhóm một nhóm có sốc một nhóm không có sốc cũng như một nhóm có suy hô hấp và không có suy hô hấp thì thấy rằng là cái men gan của giữa hai cái nhóm này nó không có nhiều thay đổi tôi lấy ví dụ như đây cái trung bình trung vị của nó, nó vào khoảng 29 và một nhóm không có sốc và nhóm có sốc thì À, à, không sốc là vâng 29 và 40 nó không có cái sự khác biệt tương tự như thế tóm lại là ở cái nhóm mà có mixi vào chỗ ICU thì các cái men à, à, AST cũng như ANT nó không có cái thà tăng nhiều à, với một số các cái báo cáo cũng như cũng như như lúc nãy thì à, bác sĩ Phúc cũng đã nói ạ, thế xin hết ạ, à, vâng xin cảm ơn tiến à, sĩ Tuấn ạ vâng anh các chị và các bạn có ai có câu hỏi gì nữa không ạ À, đây tôi thấy có hai câu hỏi à, xin cô Bà. hoa có thể cho hỏi về điều trị ban đầu ở bệnh nhân viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em ạ vâng ạ à, xin trả lời câu hỏi của bạn à, trương thế văn thì à, viêm gan chưa rõ nguyên nhân của cho tới bây giờ do chúng ta chưa có chuẩn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của tổn thương gan ở bệnh trẻ trong nhóm này, cho nên chúng ta sẽ chưa có điều trị đặc hiệu. Những điều trị ban đầu được tiến hành ở tại các cái trung tâm nhi khoa trên thế giới thì hiện tại là những cái điều trị về hỗ trợ theo dõi và giám sát tình trạng bệnh nặng để kịp thời can thiệp. Không phải tất cả các bệnh nhân trong nhóm này đều nặng cũng có đã một như ví dụ như ở kể cả ở Anh và Mỹ thì cái con số hồi phục hoàn toàn vẫn phải trên 90 khoảng quanh 90 phần trăm cho nên chúng ta cứ bình tĩnh thôi ạ à. Cái quan trọng là các bạn phát hiện được ca bệnh để hạn chế lây lan cũng như là giám sát tình trạng bệnh nặng và có những biện pháp can trị can thiệp kịp thời vâng một câu hỏi tiếp theo là không biết của mà đồng nghiệp ở đâu thì có hỏi là cái bệnh Wilson ở trẻ em thì ở bệnh viện bệnh viện mình chắc là bệnh viện nhi có gặp nhiều không và tiên lượng điều trị như thế nào ạ À, Sơn thì là một trong năm cái mặt bệnh có thể được coi là đặc sản của khoa gan mật bệnh viện Nhi Trung ương. À, ở đây thì chúng tôi đang hiện đang quản lý hơn 200 bệnh nhân Quyên Sơn trẻ em. Những bệnh nhân Quyên Sơn lớn thì đã được chuyển qua các bệnh viện người lớn để theo dõi. Tiên lượng phụ thuộc vào một là thời gian phát hiện bệnh, thứ hai là thể bệnh. Nếu mà các bạn bệnh nhân đa phần các bệnh nhân sơn đều đã tới được phát hiện bệnh khi mà giai đoạn khá là muộn. Tuổi trung bình của phát hiện bệnh của chúng tôi ở đây là hơn 8 tuổi. Bệnh nhân nhỏ nhất chúng tôi phát hiện có mang đồng từ gen bệnh qua xét nghiệm sàng lọc là bệnh nhân 3 tháng 10 ngày tuổi. Nếu như các bệnh nhân được điều trị kịp thời, điều trị đúng theo phác đồ thì tiên lượng hoàn toàn tốt và đứa trẻ hoàn toàn có thể lớn khỏe mạnh và trở thành một người có ích cho xã hội. À, xin thưa với anh là chúng tôi đã có bệnh nhân Winson trở thành tiến sĩ, thạc sĩ đang là giảng viên của một đại học uh, tốt đầu của Việt Nam uh, em rất là trưởng thành, đẹp, khôi ngô hiện tại thạc sĩ đang theo học chúng tôi có 5 đại học chúng tôi có 25 em và đã nhiều em trong các bệnh nhân Winson có gia đình và sinh con thế hệ F1 của bệnh nhân những gia bệnh nhân Winson đó sàng lọc và chỉ là những uh, để sàng lọc và tư vấn di chuyển trẻ trước sinh điều đấy cho thấy là vai trò của cái phát hiện bệnh sớm rất là quan trọng. À, nếu như phát hiện bệnh muộn nhưng can thiệp kịp thời thì nó cũng sẽ giảm nhẹ được tình trạng tổn thương của bệnh và cũng sẽ đưa lại cho người bệnh một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. À, vâng, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Hoa. À, có lẽ là uh, cũng còn rất nhiều những cái câu hỏi mà mà các bạn đã bắt đầu gửi lên thì nhưng mà thời gian thì cũng đã hết rồi. Thì có lẽ là À, các bạn có thể gửi những câu hỏi tới cho tiến sĩ Hoa trực tiếp và hoặc là gửi tới cho ban tổ chức vì tất cả các bạn đăng ký đây thì đều có email thì sau đó thì chúng tôi sẽ gửi lại những cái câu trả lời. Thì hiện nay cũng đến 12 rưỡi rồi, chắc là các bạn học viên cũng rất là đói rồi. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn tiến sĩ Anh Hoa đã có đã có một cái bài báo cáo rất là là chi tiết và đầy đủ và và rất là cập nhật về cái bệnh viêm gan cấp ở trẻ em. Xin cảm ơn tất cả các thầy các cô và các anh các chị và các bạn đồng nghiệp đã tham dự cái buổi báo cáo khoa học ngày hôm nay xin hết xin cảm ơn tất cả các bạn các anh các chị ạ